Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối ngoại Việt Nam trên kênh Quốc tế TV, kênh truyền thông đa phương tiện của Báo Thế giới và Việt Nam, đơn vị chỉ đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Chương trình hôm nay, thứ Hai, ngày 23 tháng 11 năm 2020, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 27. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ thăm Việt Nam. Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 12. Cuộc họp Việt Nam-Liên Hợp Quốc về chủ đề biến đổi khí hậu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 27 theo hình thức trực tuyến. Hội nghị diễn ra với sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin và sự tham dự của các nhà lãnh đạo và đại diện 21 nền kinh tế thành viên APEC, Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC, Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương, Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương và Ban Thư ký ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Việt Nam dự hội nghị. Tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế. Hội nghị nhất trí đánh giá rằng kinh tế thế giới vẫn trong giai đoạn suy thoái nặng nề, đại dịch COVID-19 đã đảo ngược những thành tựu của thế giới về xóa đói giảm nghèo trong 3 thập kỷ qua và làm gia tăng bất bình đẳng. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh, quá trình phục hồi kinh tế còn nhiều rủi ro và không đồng đều, khẳng định tiếp tục thúc đẩy các gói kích thích kinh tế, chú trọng tài khoá minh bạch và bền vững, cũng như tạo thêm nhiều việc làm mới. Các nhà lãnh đạo APEC khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường lòng tin, phối hợp hành động và thúc đẩy hợp tác đa phương, nắm bắt các cơ hội mới trên nền tảng công nghệ số, kết nối số để đưa châu Á-Thái Bình Dương sớm phục hồi và tiếp tục giữ vai trò động lực của tăng trưởng toàn cầu. Hội nghị đề cao vai trò của khoa học công nghệ trong kiểm soát và ứng phó dịch bệnh, bảo đảm khả năng tiếp cận bình đẳng của tất cả người dân đối với vaccine và các sản phẩm y tế thiết yếu, an toàn, chất lượng, hiệu quả và chi phí hợp lý. Các nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục đẩy mạnh liên kết kinh tế, kết nối toàn diện tại châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị có nhiều ý kiến lạc quan về triển khai xây dựng khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, hoan nghênh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đang được triển khai và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP vừa được ký kết. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ nhiều nhận định về cục diện thế giới và khu vực, cũng như định hướng thúc đẩy phục hồi kinh tế và ứng phó dịch bệnh thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết để cao tinh thần hợp tác, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế và trên hết là tăng cường hợp tác đa phương, cân bằng giữa hành động ngắn hạn và xử lý các thách thức trung hạn và dài hạn trong ứng phó đa khủng hoảng hiện nay. Với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ kinh nghiệm, thành tựu của Việt Nam và của cộng đồng ASEAN trong chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, kịp thời, kiểm soát đại dịch và từng bước phục hồi kinh tế. Về định hướng hợp tác APEC, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị APEC phối hợp hành động kiểm soát đại dịch, thúc đẩy liên kết kinh tế, bảo đảm các chuỗi cung ứng để châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là đầu tàu trong tiến trình phục hồi kinh tế. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, động lực mới đối với APEC chính là thực hiện chuyển đổi số toàn diện để nâng cao các giá trị cốt lõi của APEC, đưa châu Á-Thái Bình Dương trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ, phát triển bền vững, bao trùm, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là dịch bệnh, thiên tai, nguồn nước, biến đổi khí hậu, cần trở thành trụ cột mới của hợp tác APEC. Trong đó, người dân và doanh nghiệp được đặt vào trung tâm phát triển và liên kết kinh tế. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các thành viên APEC để biến tầm nhìn và ước vọng thành trái ngọt của hòa bình, ổn định và hạnh phúc của mọi người dân trong khu vực. Hội nghị đã thông qua tuyên bố Puchayaya về tầm nhìn APEC đến năm 2040 và tuyên bố chung Kuala Lumpur năm 2020, đánh dấu việc hoàn thành thực hiện sáng kiến do Việt Nam khởi xướng về thành lập nhóm tầm nhìn APEC và xây dựng định hướng hợp tác của APEC trong giai đoạn phát triển mới, được thông qua tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 diễn ra tháng 11 năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Tầm nhìn APEC đến năm 2040 là xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai. Kết thúc hội nghị cấp cao APEC lần thứ 27, Thủ tướng New Zealand Jayden chính thức nhận bàn giao vai trò chủ nhà hội nghị cấp cao APEC lần thứ 28 với chủ đề Cùng đồng hành, cùng hợp tác, cùng tăng trưởng. Nhận lời mời của Quốc vương Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến diễn ra từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 11.
Đây là lần thứ hai các nhà lãnh đạo G20 họp trực tuyến trong năm 2020 nhằm phối hợp chính sách toàn cầu, ứng phó dịch COVID-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững, cân bằng và bao trùm. Tham dự hội nghị thượng đỉnh có lãnh đạo cấp cao của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới và các khách mời là một số lãnh đạo các nước, cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế lớn như Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Tổ chức Thương mại Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới. Hội nghị có các phiên thảo luận về chủ đề vượt qua đại dịch, phục hồi tăng trưởng và việc làm, và xây dựng tương lai bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu. Tham gia thảo luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp chính sách toàn cầu, đoàn kết hành động và đề cao hợp tác đa phương để đẩy lùi dịch COVID-19, trong đó đánh giá cao những kết quả quan trọng trong phòng chống dịch COVID-19 của các nước G20, nhất là thúc đẩy phối hợp chính sách vĩ mô trong phục hồi kinh tế. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 đã cùng các nước ASEAN và đối tác đề cao tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng, thực hiện mạnh mẽ các biện pháp ứng phó dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, duy trì đà hợp tác xây dựng cộng đồng ASEAN 2025. Để vượt qua đại dịch và phục hồi bền vững, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần chủ động thích ứng trong giai đoạn bình thường mới, triển khai đồng bộ và hài hòa phục hồi kinh tế đi đôi với bảo đảm phòng chống dịch. Về hợp tác y tế, Thủ tướng nhấn mạnh cần có cách tiếp cận bình đẳng và chi phí phù hợp với vaccine và thuốc đặc trị COVID-19. Theo đó, đề nghị các nước G20 xây dựng thỏa thuận sản xuất vaccine với các đối tác trên toàn cầu thông qua chuyển giao công nghệ cùng với bảo hộ sở hữu trí tuệ, qua đó đẩy nhanh quá trình sản xuất và phân phối vaccine ở quy mô lớn. Về kinh tế, Thủ tướng khẳng định vai trò quan trọng của tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư qua biên giới, duy trì các chuỗi cung ứng, nhất là các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, trang thiết bị y tế, ủng hộ hội nhập, tham gia thương mại đa phương dựa trên luật lệ tự do, mở, công bằng, minh bạch và bao trùm, với WTO là trung tâm. Đề nghị G20 tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong hình thành các khung khổ, thỏa thuận, quy tắc toàn cầu trong quản trị nền kinh tế số. Tại phiên thảo luận, các nhà lãnh đạo G20 khẳng định lại các cam kết đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh G20, đặc biệt về COVID-19 ngày 26 tháng 3, triển khai mọi biện pháp và nguồn lực cần thiết để bảo vệ mạng sống và sinh kế của người dân, phục hồi tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, nhất trí bảo đảm vaccine và thuốc đặc trị COVID-19 được tiếp cận bình đẳng và với chi phí phù hợp. Đồng thời, các nhà lãnh đạo G20 nhấn mạnh vai trò của hệ thống thương mại đa phương trong thúc đẩy thương mại toàn cầu và phục hồi kinh tế. Lãnh đạo nhiều nước cũng đề cập vai trò quan trọng của kinh tế số trong ứng phó dịch COVID-19 và duy trì các hoạt động kinh tế. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien thăm chính thức Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ 1995-2020. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, ngày 21 tháng 11, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Trong hội đàm chính thức, hai bên đều nhất trí đánh giá quan hệ hai nước chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, khẳng định coi trọng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và cùng có lợi, đồng thời bày tỏ vui mừng và tin tưởng vào tiềm năng phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ song phương từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng đến giao lưu nhân dân. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao việc hai nước linh hoạt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, trong đó có việc duy trì tiếp xúc, trao đổi thư mừng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời cảm ơn Chính phủ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có những hỗ trợ thiết thực kịp thời dành cho Việt Nam ứng phó đại dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Trung vừa qua. Về hợp tác kinh tế, Phó Thủ tướng hoan nghênh hai bên triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động hướng tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng phát triển hợp tác năng lượng trong quan hệ kinh tế song phương, khẳng định Việt Nam cam kết kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, hoạt động thành công lâu dài tại Việt Nam. Về hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Phó Thủ tướng đánh giá cao hợp tác tích cực giữa cơ quan chức năng của hai bên, trong đó có việc duy trì các cơ chế đối thoại song phương, tăng cường hợp tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien đánh giá quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ với nhiều sự chia sẻ về lợi ích và lòng tin ngày càng được tăng cường, khẳng định Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực, đồng thời cam kết duy trì quan hệ ổn định và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hai nước tiến triển thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
Về hợp tác kinh tế, ông O'Brien đánh giá cao các biện pháp chính phủ Việt Nam đã triển khai hướng tới quan hệ thương mại hài hòa và bền vững, hoan nghênh việc doanh nghiệp hai nước ký kết nhiều hợp đồng thương mại quan trọng vừa qua, đồng thời khẳng định ủng hộ hai bên tiếp tục đối thoại, tham vấn nhằm xây dựng quan hệ thương mại phát triển ổn định. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam và các nước ASEAN sẽ tiếp tục ủng hộ và phối hợp với Hoa Kỳ và các nước đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và trật tự dựa trên luật lệ tại khu vực và trên thế giới, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ và quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ. Cùng ngày, ông Robert O'Brien đã đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại buổi tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh, sau 25 năm thiết lập, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt được những bước phát triển toàn diện, thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới, đánh giá cao việc hai nước hợp tác chặt chẽ, kịp thời trong ứng phó với đại dịch COVID-19, gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump và Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Trung vừa qua. Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao việc Quốc hội Hoa Kỳ thông qua ngân sách 20 triệu đô la cho việc tẩy độc sân bay Biên Hòa, khẳng định Việt Nam coi hợp tác thương mại là trọng tâm, động lực chủ yếu trong phát triển quan hệ hai nước. Do đó, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các nước, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, đầu tư kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp Việt Nam. Ông O'Brien khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và cam kết mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới. Hoa Kỳ chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong một năm nhiều thách thức, khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, giáo dục, y tế, khoa học phát triển thực chất hiệu quả hơn. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cũng đã đến chào xã giao Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và có buổi nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao trong các ngày 21 và 22 tháng 11. Trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao lần thứ 27 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, tối ngày 16 tháng 11 đã diễn ra Hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao Kinh tế AMM lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại thương và Công nghiệp Malaysia Mohammad Azmin Ali. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Tham gia đoàn Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định đại dịch COVID-19 càng cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế. Theo đó, hơn bao giờ hết, các thành viên APEC cần đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng chung tay đóng góp để châu Á-Thái Bình Dương sớm vượt qua các thách thức hiện nay và tiếp tục dẫn dắt quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra rằng tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng đã giúp ASEAN vững vàng vượt lên những thách thức trong năm qua và tiếp tục tiến lên phía trước, đồng thời đề nghị APEC tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong thúc đẩy thương mại, đầu tư mở và tự do, tăng cường liên kết kinh tế khu vực và tăng trưởng kinh tế, lấy con người làm trung tâm. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng APEC sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là cơ chế hợp tác kinh tế khu vực hàng đầu, là động lực quan trọng xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, hòa bình, kết nối, tự cường và sáng tạo. Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 31 đã thông qua tuyên bố chung của các Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế, khẳng định quyết tâm của 21 nước thành viên APEC tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương tự cường, thịnh vượng, duy trì vai trò của APEC là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực trong những thập kỷ tới. Trong hai ngày từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 11, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 với chủ đề Duy trì hòa bình và hợp tác trong bối cảnh có nhiều biến động do Học viện Ngoại giao DAV, Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông FES và Hội luật gia Việt Nam VLA đồng tổ chức đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Hội thảo có sự tham dự của hơn 300 đại biểu dưới hình thức trực tiếp và hơn 400 đại biểu đăng ký tham gia trực tuyến. Đây là lần đầu tiên Hội thảo Biển Đông được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến với số lượng kỷ lục các diễn giả, phản biện và người tham dự. Trong bài diễn văn chính tại hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá, đại dịch COVID-19 đã gây nhiều xáo trộn trong đời sống quốc tế, làm bộc lộ nhiều mâu thuẫn âm ỉ trong lòng các xã hội, xói mòn lòng tin giữa các quốc gia. Do vậy đã tác động tiêu cực đến môi trường hòa bình, ổn định chung giữa các nước. Trong bối cảnh đó, Biển Đông là phép thử đối với nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ quốc tế như khả năng duy trì đối thoại giữa các nước vì lợi ích chung, việc bảo vệ luật pháp và tôn trọng các chuẩn mực ứng xử quốc tế,
vai trò của các cơ chế đa phương trong việc quản lý căng thẳng, xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác, hướng tới giải quyết xung đột. Để vượt qua các thách thức trong vấn đề Biển Đông, ông Bùi Thanh Sơn nêu cao tinh thần đối thoại, thúc đẩy hợp tác, cùng phát triển và cùng tìm ra các giải pháp hòa bình cho các khác biệt và tranh chấp Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Các nước liên quan cần tăng cường hợp tác, biến Biển Đông thành vùng biển kết nối và hợp tác thay vì cạnh tranh và đối đầu. Ông Bùi Thanh Sơn cũng nhấn mạnh, các nước cần tiếp tục thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến trúc an ninh khu vực, ủng hộ tầm nhìn của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và nhất trí việc ASEAN có một cách tiếp cận chiến lược chung đối với các vấn đề an ninh biển khu vực. Cần tạo điều kiện thuận lợi để ASEAN và Trung Quốc sớm hoàn thành đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Các nước không tiến hành các hoạt động đơn phương, cả quân sự và dân sự, nhằm thay đổi nguyên trạng trên Biển Đông, tiếp tục đề cao, tôn trọng sự toàn vẹn và giá trị thống nhất và phổ quát của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982, coi Công ước này là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động trên biển, đồng thời cần tôn trọng quyền lợi hợp pháp căn cứ theo luật pháp quốc tế của các bên liên quan ở Biển Đông. Hội thảo bao gồm 8 phiên nội dung và một phiên đặc biệt với các chủ đề: vấn đề Biển Đông trong tình hình thế giới đầy biến động, vai trò của ASEAN với tầm nhìn sau năm 2025, tranh luận pháp lý bằng công hàm tại Liên Hợp Quốc, cạnh tranh định hướng công luận về Biển Đông và vai trò của báo chí, xây dựng các quy tắc ứng xử để tránh va chạm tại Biển Đông, nguồn cá, nghề cá và bảo vệ tài nguyên cá, nghiên cứu khoa học biển, phát triển tài nguyên biển bền vững và phiên đặc biệt cho phép giới trẻ chia sẻ quan điểm về vấn đề Biển Đông. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harris Sajjan và Chuẩn đô đốc Jürgen Ehle, cố vấn cao cấp của Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu EEAS, đã có bài diễn văn quan trọng về vấn đề Biển Đông. Tối ngày 18 tháng 11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm trực tuyến với Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Panama Pararico Alfaro Boy trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 28 tháng 8 năm 1975, 28 tháng 8 năm 2020. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn chia sẻ về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, kinh nghiệm ứng phó và kiểm soát đại dịch COVID-19 cũng như các biện pháp phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại Việt Nam. Việt Nam coi Panama là một trong những đối tác quan trọng tại khu vực Mỹ Latin, mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với nước Cộng hòa Panama, nhất là về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Thứ trưởng Ngoại giao Federico Alfaro Boy thông tin về tình hình tại Panama và những biện pháp của chính phủ để duy trì ổn định kinh tế xã hội trong bối cảnh nhiều thách thức như hiện nay. Panama đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021, đặc biệt là kiểm soát tốt dịch COVID-19, từng bước phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước đã rà soát, đánh giá các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước và hai bộ ngoại giao, thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Trước tình hình bão lũ miền Trung diễn ra trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, sáng ngày 17 tháng 11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì cuộc họp Việt Nam – Liên Hợp Quốc về chủ đề đẩy nhanh quá trình phục hồi bao trùm và nâng cao năng lực ứng phó rủi ro thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đồng chủ trì về phía Liên Hợp Quốc có điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, ông Kanma Manhocha. Tham dự cuộc họp có đại diện một số bộ ngành hữu quan của Việt Nam, đại diện các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và một số đối tác phát triển quốc tế. Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đã chia sẻ những thông tin, đánh giá về tình hình thiệt hại và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong đợt bão lũ tại các tỉnh miền Trung. Thứ trưởng cũng chỉ ra rằng, ứng phó với thiên tai không chỉ là thách thức riêng của Việt Nam mà còn là vấn đề toàn cầu nhiều quốc gia đang phải đối mặt. Thiên tai có thể đảo ngược các thành quả về kinh tế xã hội mà một quốc gia đạt được sau nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, và trên phạm vi toàn cầu sẽ tác động tiêu cực đến việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam. Để ứng phó hiệu quả với thách thức này, Liên Hợp Quốc, thể chế đa phương lớn nhất hiện nay, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nhiều khuôn khổ chính sách toàn cầu về rủi ro thiên tai, trong đó phải kể đến khung hành động Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai. Ông Kanman Manhocha khẳng định, Liên Hợp Quốc coi công tác cứu trợ nhân đạo là kim chỉ nam trong hoạt động, cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực thể chế, xây dựng các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phục hồi nhiều lĩnh vực sau đại dịch. Ngày 17 tháng 11, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại một số nước trao tặng gần 3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi thiên tai bão lụt.
Trong dịp này, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tại 4 địa bàn là Lào, Cuba, Trung Quốc và Hoa Kỳ ủng hộ số tiền gần 3 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, cộng đồng Việt Nam tại Lào ủng hộ 15.000 đô la Mỹ và hơn 403 triệu đồng. Cộng đồng Việt Nam tại Cuba ủng hộ hơn 40 triệu đồng. Cộng đồng Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc ủng hộ hơn 704 triệu đồng và cộng đồng Việt Nam tại bờ Tây Hoa Kỳ ủng hộ 1,5 tỷ đồng. Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lệnh đã tiếp nhận số tiền trên. Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời gian qua, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở sở tại tiếp tục quyên góp ủng hộ vật chất và tinh thần, chia sẻ với đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Mặc dù đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng kiều bào ta ở nước ngoài vẫn luôn tích cực hỗ trợ, sẻ chia với đồng bào miền Trung, thể hiện truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Ngày 19 tháng 11, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng và Phó Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan Marcin Pizidas đã đồng chủ trì tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Ba Lan theo hình thức trực tuyến. Trong bối cảnh Việt Nam và Ba Lan kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950-2020, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương thời gian qua. Thứ trưởng Tô Anh Dũng đánh giá cao việc Ba Lan coi Việt Nam là một trong năm đối tác ưu tiên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong chính sách tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước khu vực châu Á. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Ba Lan, một đối tác bạn bè truyền thống của Việt Nam tại châu Âu. Hai bên trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt tại Liên Hợp Quốc nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Hai bên hài lòng về việc Ba Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Âu và Đông Âu, nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA vừa đi vào thực thi từ tháng 8 năm 2020. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, hai bên tiếp tục thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân mỗi nước hồi hương an toàn. Ngày 19 tháng 11, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trình bày về việc thảo luận các vấn đề Biển Đông tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 15. Tại các hội nghị cấp cao ASEAN và cấp cao Đông Á lần thứ 15, thì đại diện nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và khẳng định sự cần thiết duy trì hòa bình bền vững, ổn định, lâu dài trên vùng biển quan trọng của khu vực này. Để đạt được mục tiêu đó thì cũng cần phải đề cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là tránh các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng, phức tạp thêm tình hình, không quân sự hóa. Các nước thì cũng cho rằng cần đề cao luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Các nước cũng kêu gọi ASEAN và Trung Quốc đẩy mạnh thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông DOC và nỗ lực nối lại đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia, mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng thiết thực, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước. Những cái thành quả quan trọng trong hợp tác giữa hai nước thì được thể hiện cụ thể trên rất nhiều lĩnh vực. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục được duy trì. Năm 2018 và 2019 thì hai nước đã ký 21 văn kiện hợp tác, trong đó có Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định Biên giới Quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2015, Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, ghi nhận thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền cho đến nay được khoảng 84% và tiến hành bàn giao bộ bản đồ địa hình biên giới đất liền Việt Nam Campuchia vào tháng 8 năm 2020 vừa qua. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Đối ngoại Việt Nam của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.